Sau gần một năm chuẩn bị và thương thảo, Ngân hàng Đại Á đã quyết định sáp nhập với HD Bank và sau ngày 20 tháng 12 tới, cái tên Đại Á sẽ không còn tồn tại trên thị trường, không hoàn toàn giống như những cuộc sáp nhập trong mấy năm qua. Cuộc M&A này được đôi bên khẳng định là không xuất phát từ yêu cầu bắt buộc phải tái cấu trúc của ngân hàng nhà nước. Trong buổi công bố sáp nhập Đại Á Bank và mua lại công ty tài chính Việt Société Générale của Pháp, SD Bank cho biết kế hoạch sáp nhập và kết nạp đơn vị thành viên mới sẽ hoàn tất trong năm 2013. Theo ông Lê Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc SD Bank, thì đây là cuộc sáp nhập hoàn toàn tự nguyện, chỉ dựa trên nhu cầu cần phải tăng cường tính cạnh tranh và năng lực tài chính của đôi bên. Đang hoạt động rất bình thường, không nằm trong diện tái cấu trúc, hợp nhất, sáp nhập mà gọi là bắt buộc theo Ngân hàng Nhà nước quy định. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy là việc công bố các quyết định của Ngân hàng Nhà nước cũng đã nói lên một cái điều rất là rõ ràng, đây là việc sáp nhập tự nguyện đầu tiên và tạo một cái tiền đề rất tốt cho cái tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Dù khẳng định Ngân hàng Đại Á là đơn vị không có những vấn đề nghiêm trọng về nợ xấu, nhưng bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SD Bank cũng cho biết SD Bank không loại trừ chuyện tham gia bán nợ cho VMC. Cơ bản là tốt, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng về nợ xấu. Cái thứ hai nữa là tuy nhiên là cái câu chuyện xử lý nợ xấu, nợ quá hạn ấy, thì đây là một cái trách nhiệm không phải chỉ có Đại Á Bank và cả HD Bank theo cái chiến lược, cái kế hoạch mà tái cơ cấu mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng như Chính phủ yêu cầu thì chúng tôi vẫn làm. Và cái công việc chúng tôi sẽ làm, tức là chúng tôi sẽ phải phân loại, đánh giá lại và đồng thời đưa ra các cái biện pháp xử lý thích hợp, đánh giá lại vốn, đánh giá lại tài sản và đưa ra những cái biện pháp xử lý thích hợp, và trong đó kể cả cái biện pháp là tham gia vào mua lại cái nợ với lại cái công ty mua bán nợ của Ngân hàng Nhà nước Trung ương thì chúng tôi đã có văn bản tham gia rồi. Sau sáp nhập, SD Bank sẽ có vốn điều lệ là 8.100 tỷ đồng, tổng tài sản là 85.000 tỷ với 210 điểm giao dịch và hơn 4.000 cán bộ nhân viên.